xin chào bạn con hôm nay thì sẽ nói với chúng ta một chút về cái bài trong toán lớp 6 đó là tỷ số phần trăm của hai số đầu tiên chúng ta nhắc lại với nhau rằng tỷ số của hai số a và b với b khác không là gì thì chỉ nói về tỷ số thôi tỷ số là gì là a chia b hay còn ký hiệu là a phần b tỷ số của hai số là cái thương trong phép chia a cho b nhá yeah. tỉ số của một và hai là gì là một chia hai hay còn hiểu là một phần hai cái dấu chia này thì khả năng chúng ta nhìn thấy thường gặp và lại còn có cái chữ tỷ số này này là chúng ta nhìn thấy ở đâu ở trên tivi ấy khi mà có hai đội bóng thi đấu với nhau thì trên cái góc màn hình nó sẽ hiện ra đội a đội b xong ở giữa nó có cái số là một chia hai hoặc là hai chia ba hoặc là không chia hai nhá yeah. đấy C cái, cái tỷ số này cũng có thể được hiểu như vậy thế nhưng chúng ta cũng có thể bắt bẻ với thầy là trong bóng đá thì cái lúc đầu tiên tỷ số khi mà trận đấu khai mạc à, trận đấu diễn ra đó lại là không chia không Ờ à, thôi được rồi chấp nhận đó là một trường đặc biệt mà người ta cũng nói về tỷ số để nói về cái sự tương quan về kết quả của hai đội thì ở đây cũng là chúng ta hiểu cái tỷ số giữa hai số a và b là cái tương quan về gấp số lần bao nhiêu phần bao nhiêu với nhau bằng bao nhiêu phần của nhau giữa hai số a và b nhưng vì mình nói là mình chia nên b phải khác khác không b là số chia và b ở dưới mẫu mẫu số thì phải khác không được không nào thôi không dài dòng nữa chốt lại là gì tỉ số của hai số là a chia b a phần b và cuối cùng thì a chia b trong a phần b thì nó về cái gì nó về một phân số như vậy cái ông a phần b này này chúng ta hiểu nó là một phân số tỉ số nó là một phân số được chưa cái câu số 2 tỉ số của hai cái này chúng ta sẽ đưa về phân số nhá à đây thì chúng ta sẽ viết là 1,2 phần 3 đây là một tỷ số nhưng mà rất tiếc theo khái niệm của lớp 6 thì đây lại không phải là phân số mà chúng ta có thể đưa được về phân số vậy là chúng ta hiểu là đưa được về phân số bằng cách chúng ta nhân với 10 là 12 phần 30 rồi chúng ta rút gọn cho 2 thì được 6 à rút gọn cho 6 luôn chứ nhỉ thì sẽ ra là 2 phần 5 như vậy cái tỷ số này đã đưa được về phân số rồi bên này tỷ số của 0,25 và 0,75 là gì? Là 0,25 phần 0,75 Và sau khi rút gọn nó ra 1 phần 3 Tử nhân với 3 thì ra mẫu mà Rút gọn đi thôi Đây tỷ số của 1 phần 2 và 2 Chính là 1 phần 2 chia 2 Và sẽ hiểu là 1 phần 2 nhân với nghịch đảo Nhân với nghịch đảo là nhân với 1 phần 2 Và tỷ số này là 1 phần 4 Tỷ số của hai cái số này là 1 phần 4 đó chính là tỷ số nói về cái tỷ lệ và có thể là khi nói đến tỷ số của hai số chúng ta chưa hình dung rõ về cái cái mức độ tỷ lệ với nhau như thế nào cái tương quan lực lượng là bao nhiêu thì người ta lại đưa thêm một cái khái niệm đó là tỷ số phần trăm của hai số đây tỷ số phần trăm ví dụ chúng ta vẫn hay nghe ở trong cuộc sống nói rằng là uh, thi vào cái trường này khó phết đấy xác suất đỗ 50 50 tức là 50 phần trăm 50 phần trăm là như nào à 50 phần trăm nó là 50 phần trăm đây là ký hiệu đây là ký hiệu như thế và đọc là 50 phần trăm ý nghĩa của nó là 50 phần 100 như vậy nó là 1 phần 2 Đấy, à, 1 phần 2 tức là 50 50 tức là hai lần đi thi thì có một lần trượt hai bạn thi vào thì có một bạn đỗ đó gọi là tỷ lệ 50 50 tỷ lệ 50 phần trăm à, cách tìm tỷ số phần trăm thì ta làm gì đây à, mà mình định nghĩa đấy chứ nhỉ tỷ số phần trăm của hai số a và b là 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 a phần b nhân với một trăm phần trăm đây là tỷ số phần trăm của hai số và mình hiểu cái một trăm phần trăm ở đây là gì là a phần b nhân với một trăm phần một trăm một trăm phần trăm mà cái ký hiệu như thế này này mình đọc là một trăm phần trăm thế một trăm phần trăm đấy nó chính là 1 thì đúng rồi a phần b nhân 1 thì nó vẫn bằng a phần b như vậy nó vẫn là tỷ số của hai số thôi như vậy tỷ số phần trăm thực chất vẫn là tỷ số của hai số nhưng mà được viết dưới dạng phần trăm và chỗ này mình hiểu là a nhân 100 phần b Xong viết thêm ký hiệu phần trăm bọn con hiểu không nào như vậy là cách tìm tỷ số phần trăm của hai số là gì là mình vẫn đi tìm tỷ số của hai số đó như bình thường như bình thường đó là a chia b hay còn hiểu là a phần b. Sau đó mình nhân a phần b với 100 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm Các con thấy khó hiểu quá không? A phần B nhân 100 được bao nhiêu? Viết thêm ký hiệu phần trăm. Hay là còn hiểu là A nhân 100 rồi chia cho B viết thêm ký hiệu phần trăm. Ví dụ, nói lý thuyết dài dòng mà con lại không hiểu đâu. Vào việc luôn đi. Tỷ số phần trăm nhá, ghi vào đây, tỷ số phần trăm. Tỷ số phần trăm của câu 1, 1 và 2 là 1 phần 2 nhân 100 phần trăm đổi sang phần trăm mà đổi sang phần trăm thì cứ nhân 100 phần trăm thế nhân 100 phần trăm thì chúng ta lấy cái số 100 này chúng ta nhân vào tử cho thầy 1 nhân với 100 chia 2 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm thêm 1 nhân 100 này ra bao nhiêu 100 100 chia 2 ra bao nhiêu ra 50 vậy cái này là 50 phần trăm đó 50 phần trăm 1 phần 2 chính là 50 phần trăm có khi thầy viết lên trên này vài ví dụ nữa nhỉ thầy sẽ đổi chính các cái bài này được không nhá tỷ số phần trăm của câu số 2 đó là 1,2 và 3 là thì vẫn đang làm cái đề bài là tìm tỷ số phần trăm nhé Đây là câu 1 còn đây là câu 2 là bao nhiêu là 1,2 phần 3 nhân 100 phần trăm thì được hiểu là 1,2 nhân 100 phần 3 viết thêm ký hiệu phần trăm cái 100 này thì nhân vào tử còn cái phần trăm này thì chép ra đây thì đã ghi rõ rồi mà nhân a phần b với 100 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm ở bên cạnh thì bây giờ mình làm thôi mình biến đổi bằng 1,2 nhân 100 ra bao nhiêu ra 120 phần 3 phần trăm và cái này nó chính là 40 phần trăm đấy tại sao đổi sang cái tỷ số phần trăm thì chúng ta lại dễ hình dung về cái tỷ số của hai số hơn ban đầu hai số như thế này thì mình thấy tỷ số của nó nó cũng đúng thôi nhưng mà chưa hình dung được là cái này gấp mấy lần cái kia nhưng mà khi mà huy hiểu là 40% trăm thì có nghĩa là à cái ông này là 100% phần trăm đây này còn cái ông này là 40% trăm đây này vậy tỷ lệ có nghĩa là ông này 10 phần thì ông này 4 phần thì chúng ta có cái cái cảm giác về tỷ số nó rõ ràng hơn giữa hai đối tượng đúng không rồi câu số 3 0,25 và 0,75 thì đi tìm tỷ số phần trăm là hai chấm 0,25 trên 0,75 nhân 100 phần trăm thì sẽ là 0,25 nhân 100 chia 0,75 viết thêm ký hiệu phần trăm rồi cái này đổi ra gì vẫn rút gọn cái này với cái này đi là còn 100 phần 3 phần trăm nếu mà làm tròn xấp xỉ thì chỗ này xấp xỉ 33,3 phần trăm sắp xỉ còn văn học làm tròn rồi đúng không đấy có thể hiểu như vậy thế rồi câu cuối cùng câu số 4 thay đổi lốt cái 1 phần 2 và 2 sang tỷ số phần trăm là gì tỷ số phần trăm của hai số này là gì là 1 phần 2 chia 2 nhân 100 phần trăm tức là bằng 1 phần 2 nhân với 100 chia 2 rồi viết thêm phần trăm thì chỗ này bằng 50 1 phần 2 mà nhân 100 là bằng 50 nhá 50 chia 2 viết thêm ký hiệu phần trăm Và kết quả nó là 25% Có đúng rồi còn gì nữa Lúc nãy mình làm nó là 1 phần 4 1 phần 4 thì trả là 25% Đây <laughs> 25% thì được hiểu là 25 phần 100 Thì rút gọn ra là 1 phần 4 còn gì nữa Thì nó chính là tỷ số của của hai cái ông này còn gì nữa Đúng chưa Nhá yeah.